Hello nhé anh, nay em lên cái khu chợ Neo FI 209 nha anh em ha. Xe này cuối 209 đầu 2010 rồi. Xe này đầu 00 rồi anh em ơi. Rồi chi tiết anh em cùng phép đánh giá nha anh em. Xe này đẹp quá nè bạn, nhìn cái chất xe đẹp quá. Ha, ốc nhái câm dành đầu còn trắng tươi nha anh em, bạc sơn là zin hết. Sơn là còn zin hết luôn nha. Chỗ này là nó mòn mòn cái này thôi, do cái tác động tự nhiên rồi anh em ha. Đây, chìa khóa, thùng xăng lớn còn khá là đẹp nha anh em. Anh em xem tự so sánh và tự đánh giá ha. Tự so sánh và tự đánh giá. Nhiệm vụ của em là quay chi tiết cặn kẽ cho anh em thôi. Rồi anh em xem mà anh em rà soát đánh giá coi giá cả thế nào, có tốt không, hợp lý không ha, so cái nó có ok so với các kênh khác không, chỗ nào ok thì mình dứt thôi. Ốc tán nè, bạc sơn cũng rất là đẹp vậy nè. Không chính ha, bên này cũng vậy luôn ha. Sơn bạc buộc rồi riêng hết nha anh em, cầm dành trắng tư anh em thấy không, đồ bò ốc tán đồ sáng trưng nha anh em. Đó, chi tiết để anh em tham khảo nha. Giá xe này phép bán 56 triệu là cả hồ sơ nha anh em ơi. Ha, rút bộ cho anh em luôn đó. Chứ giờ bán 55 cũng được, nhưng mà có một cái là xe này biển trên thành phố là anh em biết đường đâu rút. Làm luôn cho anh em để cho nó chọn luôn nha anh em. Ký tự công tắc thì đầy đủ anh em ha. Anh em nhìn ở ngoài đẹp hơn nha anh em. Máy, máy rất là chắc nha anh em. Bánh căm ha. Bánh căm thì bô nó không có vỉ nha anh em. Bô chỗ cái cổ nè, nông có bị chỗ cái cổ nè, để nó trước để anh em để tưởng nó FI là nó có vỉ, không phải bánh mâm nó có vỉ. Đẹp lắm anh
cái 55 kia không phép lên clip rồi nha anh em. Hàng này cũng là ná tiện nhau thôi. Cái gì 55 hồ sơ luôn, bánh mâm. Còn này 56 cũng hồ sơ luôn. Vậy là trên nhau có 1 triệu thôi anh em ha. Tiệm bây giờ chỉ còn hai con neo thôi nha anh em. Hai con neo thôi. Anh em thấy bán xe anh em cho tí ý kiến tham khảo nha nè. Bán xe anh em thấy cái địa thế vị trí là ở đâu làm ngon anh em, làm anh em dễ tiếp cận làm ok anh em. Cái vấn đề trung chuyển đến cái vị trí địa lý để anh em tới lui. Chứ em thấy ở chỗ 5.000 em toàn là anh em mua xe chuyển không. Chốt rồi anh em gửi tài khoản em gửi xe không. Không thấy ông nào xuống đây chơi hết trơn. Nhất là mang Tây Ninh, Sài Gòn ha. Mua rất là nhiều xe. Có ông mua chục, mười mấy chiếc đó. Mà không thấy anh nào xuống đây chơi. Chơi hết trơn. Chơi em ở xa, ở quê quá. Rồi, ok, chắc em cũng lên clip nhiều rồi anh em ha. Cái xe này á, anh em lại trực tiếp chạy thử ha. Khuyến cáo anh em trực tiếp lại chạy thử rồi nếu mới ghiền vậy nè, nếu mới ghiền. Còn cái chắc xe thì em bao anh em ha. Xe quá quá đẹp. Để em thử mấy cái công tắc này kia đồ cho anh em an tâm ha. Xài có đèn càng cầu nha thì đủ để an toàn. Ba cốt. Coi tớp xịt tớp tay nó còn sáng không vậy nè. À tớp tay không sáng rồi. Tớp chân. Rồi, có khả năng là đứt cái bóng tớp như nè. Cái này về anh em khắc phục giùm à. Phải đứt bóng á, để hồi em cho mấy lính nó thay luôn. Rồi, ok anh em thấy hợp tình hợp ý ha. So kè giá cả với nhau thì anh em thấy nếu mà chỗ phép bán giá cả ok, anh em mua ủng hộ. Xin chân thành anh em luôn luôn, cảm ơn anh em luôn luôn yêu thương và ủng hộ phép nha anh em. Rồi em còn hai chiếc đó, anh em chốt chiếc nào đã luôn. Rồi xin cảm ơn.